gai. Xe đấy. Mẹ. Từ đúng cả. Đá chim luôn đi ông ơi. Đây đang quay. Thôi để đấy thôi, nó nổ thôi thì. Đây đây đây, cái này phát tắt luôn. Cái này mẹ phịt ác lắm. Cái này phịt phát tắt ngay. Cái xe cứ đi như thế nào. Cứ đi thế nào thì. Con cháy, cháy. Sợ nhờ. Đèo mới mưa thay quy. Thế bây giờ quy chật rồi. Ôi mẹ lấy đừng vui. Đi. Nếu nó nổ bắn xăng đây thì vậy. Kể cả nó cháy xăng không, nhưng cái xe này nó cháy nữa vẫn đi hết rồi. Hết thì rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi. Đây đây, xe này đi. Xe Tino 0586 nha. Cái số xe 0586 nha. Hết xăng thì chưa cùng rồi. Mẹ sợ nhờ, cháy kinh nhờ. Không được, đường sao được, trong bình xăng nó ra cơ mà. Không, cái này nó tắt được không? Không tắt được, trong bình xăng nó vẫn cháy ra được. Nó có nổ ấy. Mẹ ác nhật. Kìa lạnh không này. Kiểu kia xăng nó chảy ra rồi. Xăng nó ra hết rồi, chọc làm sao được. Thôi cho cháy hết rồi thôi. Không. Bây giờ ra mở cốp xăng ra, xịt ra thì còn được. Không thể nào tắt được không ạ? Tắt sao được, xăng nó cháy. Cháy xăng ra rồi. Em kêu. Cái xe này nó mới đâu mà kêu mà. Cái xe này không có bình cứu hỏa à? Có bình cứu hỏa bây giờ không làm được. Bây giờ phải mở cốp xăng ra, phải xịt được 100% cơ. Bây giờ xịt ở ngoài xăng nó chảy ra thì làm sao mà được. Nó cháy to rồi, bùng nó cháy to bùng to thì không cứu được đâu, chắc chắn nó không cứu được cái xe này rồi. Bị bắt em thịt luôn thì bọn anh mang hai con bình ra, bọn anh thịt là thịt luôn. Không phải mổ cốp ra, thay được cái cốp ở trong cơ, phải thịt thịt ở trong cái cốp, cái bình xăng. Vừa xịt trong cốp đấy, xịt cả dưới gầm cả trong cốp luôn. Mở cái kia ra thì xong đó là nó cháy ở cái đường ống xăng mà dẫn xuống ấy. Cháy to rồi, không được. Cháy to rồi thì làm sao mới được? Ra cháy to rồi. Thôi bây giờ không xịt được, lấy xịt lấy hai bình. Không, bây giờ xịt làm sao nữa. Cháy vãi lùn kìa. Cảnh đẹp. Vụ việc xảy ra ở bên viện.